Vâng, chào các bác, các anh chị em. Cuối năm thì em thanh lý nốt cho cụ nào mà chơi karaoke hoặc là nghe nhạc với những cái đôi loa công suất lớn tầm khoảng 300-400W, bass 40 đổ lại dành cho nghe nhạc, hoặc là loa full bass 30 thì là em để rất là rẻ cho cái con cục đẩy của hãng Victor, mã hiệu là PS-A152. Hiện tại thì em đang ghép nó với lại cái mic Shiso kỳ vang số chỉnh cơ của hãng CA. Đó. Và nguồn nhạc thì là từ YouTube xuống. Đó. Đó. Cái đặc trưng của cái thằng đẩy này đó là cái chất âm rất là dày và cái giải bass thì là tuyệt vời. Cái giải bass nó mạnh lắm. Đây, ruột gan ở đây nha các bác nhé. Đấy. Cái nguồn nó rất là lớn. Mỗi bên là sở hữu 4 con tụ lòng. Và mỗi bên là 4 con sò xanh đen. Đây thưa quý vị. Đó. Cái công suất ý, thì là nó ra mỗi bên là 150W. Nhưng mà số watt này là watt thật, chứ không phải là watt ảo như kiểu là mấy cái con đẩy của Trung Quốc nó ghi. Và con đẩy này là nó ra được cả 4 kênh như quý vị nhé. Đó. Hai cầu A, hai cầu B bên dưới. Đây là quạt gió. Cái quạt gió này thì nó hơi cũ nên nó có cái tiếng kêu nó hơi xè xè tí. Đây, anh em nào về mà chơi muốn nó im hơi lặng tiếng hơn một tí thì thay cái quạt gió cho em, còn không thì cứ để nguyên như vậy thôi. Đó. Giải bass đánh rất đã luôn. Em đang vả đôi Sony 400W này, tiếng bass nghe càng nét luôn. Đây, nó kết nối bằng 3 đường. Đây là hai cái jack Canon đường cái và đây là jack 6.3. Thì hiện tại em đang kết nối nó bằng jack 6.3 ly. Đấy. Đây hai cái jack ra đây. Đó, lên đây. Hôm nay thì em ngạt mũi cho nên là em không hát được. Thì mong quý vị thông cảm, chứ nếu như mà không ngạt mũi là sẵn sàng văn nghệ 1-2 bài ngay cho quý vị nghe, nhưng mà mấy hôm nay mũi nó đang bị xoang nặng quá cho nên là không hát được. Thì cái con đẩy này nó hỗ trợ trở kháng là từ 4 đến 16 ohm, cho nên là kéo hai cặp loa 8 ohm bass 30 dành cho nghe nhạc vô tư nhé, hoặc là một cặp loa full bass 30 quánh căng luôn. Đó, quý vị thừa biết rằng là các cái dòng đẩy của Nhật thì là họ sử dụng nguồn mạch các thứ rất là tốt. Nặng lắm nhất nó tổng khoảng 15-16 cân ấy, chứ không thể nhẹ đâu. Nguyên cái cục nguồn này cũng chiếm nửa rồi. Đó. Còn cụ nào mà chơi thì là em để cho cái giá trước Tết là còn rẻ hơn cả cái giá nhập vào. Đó là 2.600.000 đồng. Bác nào đến tận nhà lấy thì là bớt cho 100.000 đồng, xăng xe đi lại là 2.500.000. Vâng, chất âm rất là hay, tuyệt vời luôn. Bác đánh rất đã. Rất hiếm có con đẩy nào mà nó có cái giải bác mà nó sâu, nó lực, nó tròn tiếng, nó kiểm soát giải âm tốt như thế này. Quánh như súp luôn, nghe sướng hết cả tai. Vâng, quý vị nào mà có nhu cầu thì cứ qua 121 Ngọc Thụy Long Biên thì là giao dịch trực tiếp ở nhà này, nó là cái tốt. Và em cũng chỉ hoạt động thêm một vài ngày nữa là em nghỉ Tết thôi, chứ em không hoạt động nhiều nữa đâu. Thì quý vị nào mà có nhu cầu đến tận nhà là 2.500.000 con đẩy đấy nhé. Điện 100V, công suất 300W, 150+150 của hãng Victor Nhật. Japan luôn, PS-A152. Đó. Vâng, chân thành cảm ơn quý vị nhé.